nó quay thì bỏ bỏ. Chào các bác nhá, giới thiệu các bác, hôm nay bác Thu nhà em sẽ cắt tỉa cây hồng và ươm ra một chậu mới tạo mắt, nhân giống tạo phôi. Mà cây này là hồng hồng gì, hồng nhung hay là hồng gì bác Thu? Cái này là hồng nhung quê, cây hồng nhung quê đây. Bây giờ nó đang rất lườm sườm này, mình đang nuôi để tạo thành một cái chi, thành một cây chi rất là đẹp đấy. Trước mắt thì cái cây này là đây, hoa nó đây, hoa ở đây, đúng vàng, hoa nó đây, bông hoa rất to và thơm luôn, thấy chưa, hoa chưa, thấy hoa đẹp không, thơm lắm, wow, thơm cực, thơm ngát luôn đấy. Đấy, cái thân này là sang năm là sẽ thành một cái chi xòa hết đây, rất là đẹp đấy. Đây, nuôi được một cái thân tuyệt vời đấy. Ngày mình sẽ cắt chỉnh thành chi, cắt chỉnh và chỉnh chi và cái thân thì mình zoom ở cái thân, những cái cành cành bỏ thì mình sẽ ươm đấy, những cái cành mà mình cắt thì mình sẽ ươm thành ươm để nó sẽ ra giống mới để trồng tiếp tục. Nhiều cỏ quá, rất là nhiều cỏ đấy. Hiện tại đây đang có măn mới này, măn mới đây. Cái này bây giờ không để làm gì nữa thì mình sẽ cắt bỏ đi, mình cắt vào, mình sẽ dâm cành để có giống để trồng tiếp. Đó, cắt sát nha, vết cắt là dứt điểm, đặt kéo cắt đấy, thấy không, nó thành một chi đẹp đấy, thành chi đẹp luôn. Rồi, vết cắt này xong là sẽ liền sẹo sau là đấy, thân rất là đẹp. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành dâm cành này vào chậu. Đấy, hiện tại là sáng nay là mình vừa dâm được một ít cành, mình cũng cắt chỉnh cái cây chi bên kia, cây hồng điều, cây hồng điều hoa rất là đẹp, hoa sai mà đẹp. Đây hồng nhung, đấy, hồng nhung bây giờ mình sẽ cắt, mình dâm cành. Chỗ này mình có thể tính được đây này, đây là một mắt này, hai mắt, ba mắt cắt. Đấy. Cành này nó khô, khô rồi, khô rồi, nhưng mà khô rồi nhưng mà vẫn có thể vẫn có thể nó sống. Mình để chắc ăn, mình chấm cho nó ít nha, ít cái kích rễ. Đấy. Đây là cát, đây là một cái chậu cát ướt nhá. Mình cứ cắm vào đây để lúc nó ra rễ thì mình lại trồng. Lúc nếu mà những cái cây này mà nó ra rễ mà nó bật mầm, nó bật lộc là lúc đấy là ở dưới nó ra rễ rồi. Thì lúc đấy mình sẽ chuyển ra, mình sẽ bầu lại từng những cái bầu riêng một. Đấy. Cái này cắt này. Đấy. Vết cắt phải sắc. Vết cắt sắc gọn. Đấy. Vết cắt rất là mịn. Cắt bỏ bớt cành lá đi. Đấy. Mình dâm kiểu này mình cứ cắm dày vào đây không sao cả, xong là đến lúc nó ra rễ là nó bật lồng lộc, nó ra rễ là mình lại rũ hết, bởi vì cái này là cát mà, rũ hết ra xong là trồng mới vô tư luôn. Đây, cắt cái vết này, cắt đúng mắt, đây được mắt nữa. Đó.
Dâm và cát này rất là dễ sống nhá. Hồng dâm và cát rất là dễ sống. Cái này có thể là mình được cái thân này rất là đẹp. Thế cho nên là khả năng mình sẽ thân này sẽ làm chi luôn, thì mình sẽ cắt cao lên đây lấy một cành dâm và cái trên này để đó. Có để một tí lá này cho nó quang hợp. Tí lá cho quang hợp. Đó. Đây được một cái thân đẹp. Thân đẹp. Sần sùi. Gốc đẹp. Đó. Ngâm một tí. Ngâm một tí cho nó dính. Đó. Đây. Tiếp tục mình bấm mầm này. Hồng ta này thì rất là dễ dâm, nó ra rễ ngay. Thế nhưng mà khi những cái cành này nó ra rễ, nó mặc dù nó sống ra rễ rồi thì chúng ta không nên trồng ra đất ngay, mà chúng ta phải ươm nó vào một cái bầu lớn hơn, và lúc đấy sẽ dùng đất ươm vào một bầu lớn hơn, thì đến lúc nó cây nó khỏe hẳn thì chúng ta bắt đầu mới trồng ra chậu lớn hoặc là ra ngoài đất. Đây, mình chấm nó rất là nhiều. Đó. Sau cắm xuống. Đó. Cắm xuống cát. Đấy nhá, cái lượng cát mình đầy này nhưng mà mình cắm nó chỉ khoảng đến đây thôi. Đó. Vì mình ươm này vì mình ít tưới nước được, tưới nước mà nó đều được cho nó nước. Nó ẩm ướt đều được ấy. Đấy, thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là hơi, nó gọi là thủy canh một tí. Sau đây chúng ta để ở nơi dâm mát. Sau một thời gian nữa này, cái video mình sẽ quay lại đúng cái chậu này để xem cho các bạn xem nó sẽ lên mầm tua tủa như thế nào. Đấy. Như mình vừa nói là mình bởi vì mình không tưới được nước nên mình thủy canh, mình sẽ dùng một cái chậu như thế này. Thế xong rồi mình sẽ cho một cái lượng nước đến khoảng đây. Và mình để cái này vào. Đấy. Mình tưới một lượng nước vừa phải dưới chân. Thế là độ ẩm lúc nào nó cũng có nước ẩm, nó hút cát, nó hút ẩm lên. Thế là nó sẽ tạo cho cái cây này nó ra rễ rất là nhanh. Và để ở khu vực bóng mát. Đấy. Khu vực bóng mát này dâm. Đây, mình sẽ để xuống dưới bóng mát này. Để xuống dưới. Đó. Dưới này là vừa mát vừa cây vừa mát vừa có độ ẩm. Này mấy bữa nữa là nó sẽ mọc rễ thôi. Tí nữa là tưới một ít nước vào đây cho cát nó lèn xuống. Nó lèn xuống nó bít kín cái đấy, cái vết cắt của cành và sẽ lên tốt. Đây vườn hồng nhà mình. Đấy, vườn hồng đẹp tuyệt vời luôn. Đấy nhá, cho xem. Đấy, đây thành chi. Chi đẹp không? Ấy, chi này đẹp tuyệt vời. Đó. Này để trồng ra đất để cho nó lên thân nó to, xong rồi mình sẽ cho vào chậu. Đấy, cái này thì sau khoảng một thời gian nữa thì mình sẽ
Sau khi nó hết các cái lọc hoa ở trên, mình sẽ tiến hành cắt phẳng bằng đây, cắt bằng tại vị trí này để nó sẽ tạo tán tiếp xung xuê ở cái khu vực này ra. Đấy, thành một cây chi đẹp. Đây là hồng quê. Đấy, thấy chưa? Đây. Hồng này, đấy. Bông hồng to đùng luôn. Thơm ngát luôn, đứng đây là thơm ngát luôn. Nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Đây nhìn cái thân này của mình, thân gốc này. Thân gốc nó khủng chưa? Gốc này là hiện tại là đang bằng nửa cái lon bia rồi. Kia gốc nữa. Đấy. Đấy. Kia lại tiếp tục lại thân chi tiếp này. Đấy. Thân chi tiếp. Đây gốc này. Cái này mình cho mấy cái cành này mà nó mập lên nó ra hoa. Ấy hết hoa thì cành này nó bánh tẻ lên thì mình lại tiếp tục mình cắt. Cắt dâm tiếp. Và mình chỉ để nuôi một cái chi này thôi. Đấy, một cái chi này. Đấy, chi này. Cái tương lai khoảng 2 năm nữa thì cái chi này nó sẽ khủng. Sẽ lên vào một, cho vào một cái chậu khoảng rộng khoảng 80 đến 1 mét. Thì trời tuyệt đẹp luôn. Đó. Rất là nhiều. Rất là nhiều chi luôn. Được chưa? Đây là cần đây là đấy không đẹp không đó. Sapa vừa rồi rụng hết hoa, cắt hết hoa. Còn đây vừa rồi đây, vừa rồi cắt ươm cái cây hồng điều kia, nhìn này, đấy dáng chi đẹp không. Đấy. Đó, đây thân gốc này. Đó. Đang lên một số mầm này, đang lên mầm này. Thấy không? Mầm đấy. Gốc này rất là đẹp. Gốc còn lên thân này đấy. Ở trên đấy xum xuê luôn nha. Xum xuê đấy. Xum xuê cành lá. Đẹp tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mọi người nhớ bấm vào đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn.